lực lượng chức năng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường Lê Khôi, phường Phú Thạnh. Thông tin ban đầu, người dân phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà 2 tầng nằm góc đường Lê Khôi, Lê Sao. Nhiều người dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Song kịp đưa bà N.T.U, 79 tuổi, ra ngoài. Lửa nhanh chóng bén sang một số đồ dùng sinh hoạt, bùng lên dữ dội. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Phú điều động nhiều xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Được biết, bà U sống cùng người cháu tại căn nhà trên. Bà U thường khóa cửa ở trên lầu một mình, riêng tầng trệt được cho người khác thuê.